tối ngày 23 tháng 12 đã diễn ra trận siêu kinh điển của bóng đá Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona, trận đấu trong khuôn khổ vòng 15 La Liga. Real Madrid là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, họ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Barcelona lấy lại thế chủ động và có được bàn thắng. Phút 54, từ pha phát động tấn công của Busquets, các cầu thủ Barca đã có pha phối hợp vô cùng đẹp mắt trước khi Suarez dứt điểm tung lưới thủ môn Navas. Tiếp đà hưng phấn, Barca tiếp tục dồn ép Real Madrid. Phút 63, trong một tình huống tấn công nguy hiểm của đội khách, hậu vệ Carvajal bên phía Real đã dùng tay cản bóng trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ rời sân. Trên chấm 11m, Messi dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Catalonia. Bị dồn vào đường chân tường, Real Madrid dâng cao địa hình nhằm tìm bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, các chân sút Real không thể đánh bại được thủ môn Ter Stegen bên phía Barca. Phút bù giờ cuối cùng, từ đường chuyền dọn cổ của Lionel Messi, Alice Vidal đã dứt điểm ấn định tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, Barcelona đã bỏ xa Real Madrid đến 14 điểm trên bảng xếp hạng với một trận thi đấu nhiều hơn so với đại kình địch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.